Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại là mình đang có mặt tại Hồ Tràm. Thì tối hôm nay sẽ diễn ra một cái sự kiện âm nhạc rất là lớn, đó chính là đêm nhạc ADM. Thì ADM này thì tổ chức cũng rất là nhiều rồi. Lúc trước thì ở có Vũng Tàu nè, rồi có ở Đà Nẵng, Hạ Long. Thì hôm nay lại tiếp tục có ở là Hồ Tràm, ngay bãi biển Hồ Tràm nha cả nhà. Và hôm nay thì ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có luôn, cho nên nếu mà bạn nào có dịp xuống Hồ Tràm thì có thể là ghé qua biển Hồ Tràm để mà vui chơi trải nghiệm, còn không thì có thể là đến thành phố Hồ Chí Minh để mà vui chơi ha. Thì đây là cái khung cảnh buổi sáng ở Hồ Tràm. Đây. Thì ở đây thì đang có rất là nhiều những cái khung cảnh, những cái tiểu cảnh ở đây luôn. Và ở đây đang có cho thả diều rồi cả nhà. Đó, thả diều rồi khinh khí cầu. Đó, rất là nhiều diều luôn. Đây, diều rất là nhiều, có hình cá, hình rồng nè, rất là nhiều ở trên. Và có một cái khinh khí cầu đây nha. Đây là cái khung cảnh, bây giờ mình sẽ đi quay cái khung cảnh cho cả nhà xem nha. Thì ở đây thì nó sẽ chia ra nhiều cái khung giờ, bắt đầu từ 9 giờ sáng là đã có rồi, 9 giờ. Từ 9 giờ tới 15 giờ sẽ là cái không gian tiểu cảnh chụp hình, thả diều, khinh khí cầu. Rồi từ 15 giờ cho tới 19 giờ thì sẽ là hoạt động hoặc có biểu diễn nghệ thuật đường phố nè. Rồi bắt đầu 19:30 là sẽ khai mạc chương trình. Và 19:30 tới 20:50 thì sẽ là hoạt động về âm nhạc. Đó, đây. Đây là cái sân khấu này cả nhà. Ở đây thì hơi khá nắng nha, rất là nắng luôn. Sân khấu thì rất là hoành tráng. Bà Rịa Vũng Tàu dấu ấn hè 2022. Tuy là nắng nhưng mà cũng không có làm khó được mấy anh chị em đâu, cũng xuống đây rất là đông luôn. Ngoài kia xe rất là nhiều mà công an phải giữ ngoài đó, trật tự ngoài đó luôn á, rất là đông. Ở phía bên này thì có chuẩn bị rất là nhiều ghế bên này, chắc là ghế cho khách mời hoặc là cho những vị khách đại biểu rồi đó cả nhà. Mình thấy là ghế rất là nhiều ở đây. Và kế bên thì sẽ có những cái gian hàng ăn uống của mấy anh chị cũng có tới đây bán nè. Có, mình thấy có đồ ăn, nước uống rất là nhiều ở trên ngay chỗ Hồ Tràm đây. Bên này thì mấy em nhỏ đang tập trung rất là đông nè, để chụp hình nè. Tuy là nắng mà cũng đông vui lắm cả nhà. Đây có cái khinh khí cầu này, đẹp ghê á. Khinh khí cầu này cũng nhỏ thôi nhưng mà rất là đẹp. Ở đây thì đi nó hơi mệt một xíu tại vì rất là nhiều cát. Cả nhà thấy không? Cát rất là nhiều mà cây rồi nè, rễ cây rồi nè. Mất mấy luôn. Trời đang nắng nữa chứ. Trời ơi, nguyên một hàng diều luôn kìa, một hàng diều hình con cá kìa. Trời ơi, đẹp ghê. Ở bên đây sẽ có, người ta sẽ có để những cái tiểu cảnh nhỏ nhỏ cho mình chụp hình đó cả nhà. Chứ như bên này thì sẽ có một cái cầu thang nè, có cái bậc thang nè. Để lên đó chụp hình nè, rồi có đồi cát rồi mình có thể lên đó mà chụp hình. Nhưng bây giờ thì hơi nắng ha, cho nên chiều mát mát, nếu mà bạn nào có thời gian thì có thể là ghé tới đây chơi. Ui, wow, con diều này to ghê. To và rất là dài luôn. Hình con cá hả ta? Ôi, bên đây có một cái hình, một cái con diều hình rồng, nó là con rồng đó chứ. Mình đang vừa cầm vừa đi quay, cho nên nếu mà có hơi rung lắc thì cả nhà thông cảm nha. Vừa cầm vừa quay vừa đi, mà ở đây cát nhiều quá. Ôi, khinh khí cầu. Mấy đứa nhỏ đang lên chụp hình nè cả nhà. Con diều nè, con diều nó bay lên cao rồi, đẹp rồi nè, hình con rồng.
ở ngoài đường đang rất là đông luôn, cả nhà xe rồi khách du lịch rất là nhiều ngoài đó luôn. Chiều nay sẽ rất là đông, cho nên là bạn nào muốn đến đây chơi thì là sớm một xíu ha, mát mát thì mình sẽ đến đây được rồi, chứ để nên mà đi trễ quá tới đây rất là đông. Ôi cái gì đẹp quá. Đủ màu sắc luôn. Ở đây thì sẽ có bãi giữ xe Honda cho mình luôn nha. Bãi giữ xe Honda thì nó sẽ nằm sát bên cái chỗ ADN này luôn, cho nên cũng rất là tiện. Mình có thể gửi xe xong mình đi bộ vào một xíu là tới hả. Cả nhà thấy diều dài ghê chưa? Cái bây giờ cho tới 3 giờ là thả diều, cả nhà thả diều là trên cái cầu á. Tại giờ này cũng nắng cho nên cũng ít người tới á, cho nên là cũng chưa có tổ chức cái gì nhiều, chủ yếu là buổi tối. Đây là những cái quầy đồ ăn này, mình sẽ quay xe cho cả nhà xem ha. Quầy đồ ăn, nước uống. Nè, xe khách tới liên tục, xe du lịch tới liên tục luôn, rất là đông, cả nhà thấy chưa? Không, tự đi đi. Tự đi. Bắt đầu từ 9 giờ sáng là không gian thả diều, cho nên là mấy anh này là người trong chương trình, là cả nhà mấy ảnh đang tập trung mà cột diều rồi thổi rồi thả diều rồi cả nhà. Đó, có bong bóng rồi nữa nha. Đó, mấy anh nó đang thả diều trên này. Đó, và cái đây là cái đường để mình lên, mình chụp hình với cái khinh khí cầu này cả nhà. Cột ở đây rồi thì có cái lối để mình đi lên, mình có thể là leo lên cái bậc thang đó mình vào mình chụp hình. Đây là mùa hè cho nên là những cái tiểu cảnh rất là nhiều màu sắc luôn. Đó, đặc trưng của mùa hè luôn cả nhà. Màu sắc rất là đẹp, rất là bắt mắt. Mình có thể tới đó mình chụp hình cũng được. Ôi, có nhà vệ sinh luôn nè. Rất là tiện nha, đó. Nhà vệ sinh lưu động. Con diều đó là diều đẹp ha, màu sắc nó đẹp ghê á. Mình thấy là cái xe tới quá trời, cả nhà thấy không? Mình sẽ zoom cho cả nhà xem này, xe du lịch tới nối đuôi nhau tới quá chừng. Mà tại chắc ở đây là vì cái tới đó bây giờ hơi nắng á, cho nên là họ đi vào resort được nghỉ dưỡng á. Nè, cả nhà thấy không? Nắng như vậy mà cũng rất là nhiều bé rồi nhiều gia đình tới đây để chụp hình. Tại vì nói chung lâu lâu mới có một dịp thôi chứ cũng không có hoài, cho nên là dân chơi là không sợ mưa rơi bất kể nắng mưa nha ha. Kế thấy con diều đây nè, đẹp. Bây giờ mình sẽ đi lại vườn gần cái sân khấu cho cả nhà xem cái khung cảnh hiện tại ở Hồ Tràm nha. Sau đó thì chắc là mình sẽ tắt video ở đây và mình sẽ cập nhật, mình sẽ xem có gì hấp dẫn không thì quay cho cô chú anh chị xem tiếp ha. Nếu mà cô chú anh chị nào ở xa không tới được thì có thể là xem qua video. Ôi, cát rồi đó, nhà nhìn cát nè. Hồ Tràm thì đặc trưng là cát luôn, cát là rễ cây, đi mà muốn lúng. Sân khấu đẹp. Tại vì bây giờ nắng quá mình không có thấy rõ được á, chứ cái này mà tối mà có đèn led được nữa cả nhà. Trời, rất là đẹp luôn á nha. Bây giờ chắc là nắng quá cho nên là bên chương trình họ cũng chưa có thấy rồi nhiều quá. Đây. Wow, bên này có như 2-3 con nữa nè.
con gì kia rớt xuống mất tiêu. Thì nãy giờ mình cũng đã quay và cập nhật cho cô chú anh chị và các bạn xem cái khung cảnh buổi sáng ở Hồ Tràm rồi. Thì cô chú anh chị có thời gian thì có thể là đến đây để mà vui chơi nha. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây và mình sẽ cập nhật video khác để cho cô chú anh chị cùng xem. Thì cả nhà nhớ nhấn like, share cũng như là ủng hộ cho mình ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người. Hẹn gặp cả nhà ở Hồ Tràm nha. Bye bye.